bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Tập 5. Cô, Lục Trinh đã làm ướt hết mệnh của bọn nô tỳ rồi. Ta đã nói rồi, không phải ta làm mà. Ngươi lấy gì để chứng minh không phải là ngươi làm? Cô, cung quy có nói rõ ràng, không có chứng cứ thì vô tội. Người không thể chỉ dựa vào gì cái mệnh bị ướt thì cứ quả quyết là do ta làm. Ta muốn gặp Dương cô, mời cô đến phân xử. Dương cô bận như vậy có thời gian quản mấy chuyện nhỏ này của các ngươi à? Lục Trinh, ngươi nửa đêm làm ồn, ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi. Tối ngày hôm nay ta phạt ngươi đến tịnh phòng dọn dẹp sạch sẽ tất cả thùng xí. Nhưng mà... Dạ. Nhưng mà ngươi có thể thay mấy cái mền khô khác cho mọi người được không? Được, chuyện này ngươi yên tâm, mỗi người đều sẽ có mền khô để đắp. Còn ngươi buổi tối hôm nay đi đến tịnh phòng ngủ đi. Cao Triển, Quỳnh đang ở đâu vậy? Trong này rất vất vả. Lục Trinh à. Lục Trinh à, xin thỉnh an cô. Đây là do ngươi viết sao? Mấy chữ này kết cấu trên dưới có phần thú vị. Nô tỳ chỉ viết lung tung thôi. Họ Cao ở nước Tề ta là quốc họ, sau này không được viết lung tung à. Dạ. Tối qua ngủ ở tịnh phòng thấy ra sao? Dạ rất tốt cô. Cũng cứng miệng lắm. Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây thôi. Ngươi trở về luyện tập với mọi người đi. Dạ. Ôi da. Ôi, trời ơi, mùi gì mà hôi quá vậy? Bọn tôi đều không ngửi thấy. Mũi có ai mà thính vậy? Không phải là mũi chó chứ. Lục Trinh, ngươi qua đây cho ta. Lục Trinh, đây là thùng xí mà tối qua ngươi rửa à? Sao dơ giống như đáy nồi vậy? Rửa lại cho ta. Cô à, tôi không biết tại sao người luôn muốn đuổi tôi ra khỏi cung. Rõ ràng là tôi chưa từng đắc tội với người mà. Đúng là ngươi chưa từng đắc tội với ta. Là ý của Dương Thượng Nghi đúng không? Cô, ít nhất người cũng nên nghe ngóng một chút chứ. Tôi là Lâu Thượng Thị đại nhân đặc biệt ân chuẩn vào cung. Người cố ý làm khó tôi như vậy, không sợ đắc tội với người khác sao? Hả? Cổ chỉ mới nói vậy, ngươi không dám động đến nữa hả? Đại nhân, kể từ ngày mà Lục Trinh vào cung đã có người nói với nô tỳ cô ta là Lâu. Quan đường, cuối cùng ngươi có não không? Sao lại bị một tiểu cung nữ dễ dàng chia rẽ như vậy? Chẳng trách Dương Giản Thu gần 30 tuổi không chịu xuất cung. Ngươi vô dụng, sao cổ yên tâm giao dụng cần diện cho ngươi? Xin đại nhân bớt tức giận, nô tỳ nhất định sẽ nghĩ mọi cách.
quan tâm ngươi dùng cách gì. Tóm lại trong vòng 10 ngày Lục Trinh phải cút ra khỏi cung. Nếu chuyện này thành công, ta sẽ cho ngươi xuất cung, để cho ngươi thoải mái gả cho người khác. Nếu như không thành, gần đây lãnh cung Thanh Kính Điện ngược lại đang thiếu người làm. Xin thượng nghi đại nhân yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không làm người thất vọng. Hai ngày nay Lục Trinh kia có gây ra chuyện phiền phức gì không? Cô ta từ sáng tới tối chỉ biết ở cùng với đám người đó. Cô cho phép nô tỳ hỏi một câu, người hy vọng cô ta gặp phiền phức gì? Ta chính là nhìn không quen dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta, muốn quản cô ta thật tốt. À biết, ngày cô ta vào cung, các ngươi nói ồn ào cả lên, cô ta ngụy tạo quan tịch để vào cung, và rốt cuộc các ngươi có biết lai lịch của cô ta hay không? Không rõ nữa. Vậy cô ta có từng nói qua phụ thân là ai, nhà ở đâu không? À, đồ tề nhớ ra rồi. Mấy ngày trước có người nói nhìn Lục Trinh có vẻ rất quen mắt, còn nói là tướng mạo cô ta giống một nữ phạm nhân đang bị truy nã, là kẻ sát nhân giết người đó. Thật sao? Lúc đó nô tỳ cũng không rõ, nhưng mà thấy Lục Trinh nhìn có chút không vui, anh nên còn mắng người đó nữa. Quá tốt rồi. Bất luận chuyện này là thật hay giả, chỉ cần liên quan đến vụ án giết người thì loại người như vậy tuyệt đối không thể lưu lại trong cung. Trần Thu Nương, A Bích, các ngươi có đồng ý giúp ta không? Bằng lòng làm việc gì cô. Mùi mùi, nhất định mùi phải nắm bắt cơ hội này, ráng thể hiện ở trước mặt của cô. Đến lúc đó lập được đại công, không chừng mùi có thể được lên chức tam đẳng cung nữ trước thời hạn. Ý của tỷ tỷ là... Dù gì cha của ta cũng là quan ngũ phẩm ở hình bộ, nên có làm tam đẳng cung nữ gì đó, đối với ta mà nói thật ra cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mùi mùi thì lại khác. Nếu lần này mùi mùi nắm bắt cơ hội... Tỷ nói rất đúng. Nếu muội có thể làm tam đẳng cung nữ trước thời hạn thì nhà muội sẽ có mặt mũi hơn trước nhà hàng xóm rồi. Vì vậy muội muội phải nhanh làm theo những gì Tống cô căn dặn đi. Muội đó ngàn dặn lần không được chậm trễ. Ừ. À Bích tỷ à, tỷ đối với muội thật tốt, có chuyện gì tốt tỷ cũng đều nghĩ tới muội. Chúng ta là tỷ muội tốt, muội khách sáo với ta làm gì, nhanh đi đi. Ừ. Ngu xuẩn. Trước kia ta phải chịu nhiều thiệt thòi là không biết sao Lương Lục Trinh còn có trưởng công chúa chống lưng cho. Bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngươi ra làm bia đỡ đạn thôi. Thượng thị đại nhân đến. Tham kiến đại nhân. Đều đứng dậy hết đi. Dạ. Bổn tọa chỉ là theo lịch đến đây tuần tra một lát thôi. Dương cô, những cô nương mới đến này có làm cho ngươi tức giận hay không? Thượng thị đại nhân chê cười rồi. Lần này các cung nữ học việc rất có tố chất, thực tập một tháng nữa kết thúc kỳ thi, có thể phân biệt hơn kém. Hả? Ngươi, ngươi rót cho ta ly trà để ta thử xem. Dạ. Cũng tạm. Dương cô, ngươi là người đào tạo tiểu cung nữ lâu năm, quả nhiên là không làm người ta thất vọng. Được rồi, các ngươi tiếp tục luyện tập đi. Dạ. Thượng thị đại nhân dừng bước, nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo. To gan. Không sao. Rốt cuộc là có chuyện gì, nói đi. Đại nhân, nô tỳ muốn tố cáo Lục Trinh này. Cô ta không phải là người tốt, cô ta là tội phạm giết người trà trộn vào cung. Người nói cái gì? Đại nhân, sự tình chính là vậy. Nếu như người không tin thì văn thư này của Hải Bộ có thể chứng minh. Đại nhân, Lục Trinh, ngươi có còn lời nào để nói không? Chuyện này thượng thị đại nhân, thân phận của nô tỳ đại nhân là người nắm rõ nhất. Nữ tử trong văn thư của Hải Bộ chỉ là trùng hợp giống với nô tỳ, nhưng căn bản không phải là nô tỳ. Nếu như để nói một lời bất kính
thì trong thiên hạ này người giống nhau rất nhiều. Lúc vào cung đến nay còn có người nói nô tỳ trông giống quý phi nương nương nữa. Nếu nô tỳ là tội phạm sao dám xin vào cung chứ? Hơn nữa tên của người trên bức tranh này dù cũng là Lộ Trân nhưng lại là Lộ trong đại lộ, Trân trong trân bảo. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ? Tên tuổi giống nhau, dung mạo cũng không có gì khác. Nếu thượng thị đại nhân không tin tưởng, người có thể đến phủ trưởng công chúa để hỏi rõ. Nếu như xác nhận nô tỳ là hung thủ thì sẽ tùy đại nhân xử lý. Đại nhân, người đừng nghe cô ta giảo biện. Gì mà công chúa dài với công chúa ngắn. Im miệng, dám sỉ nhục đến trưởng công chúa, người chán sống rồi sao? Bây giờ trưởng công chúa không có ở kinh thành, người kêu ta phải đi hỏi ai? Lục Trinh, ngươi cũng biết ngươi là người mà ta đề cử tiến cung. Ta không tin ngươi thì ai sẽ tin ngươi chứ? Trần Thu Nương, trong và ngoài cung nghiêm cấm lan truyền những văn thư tư mật. Tờ văn thư của hải bộ này rốt cuộc ngươi lấy ở đâu? Nô tỳ, chuyện này... Người đâu? Lôi Trần Thu Nương ăn nói lung tung này ra ngoài cho ta. Đánh cô ta 30 đại bản. Đại nhân, đại nhân, oan uổng quá. Đại nhân, nô tỳ không nói dối mà, đại nhân. Lục Trinh, vừa nãy nhiều người, ta không tiện trực tiếp khen ngợi ngươi. Ngươi hành xử đúng lễ nghĩa, phản ứng linh hoạt. Vừa nhìn là ta đã biết ngươi là một cô nương tốt, đáng được bồi dưỡng dạy dỗ. Ngươi ráng rèn luyện cho tốt, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi bái kiến Thái hậu lão nhân gia. Nói không chừng cơ duyên trùng hợp, ngươi lại nhận được sự tín nhiệm của ngươi. Đa tạ đại nhân. Cung tiễn thượng thị đại nhân. Lục Trinh này tuy rằng luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói lúc nói chuyện có hơi run rẩy, khẳng định là có vấn đề. Tại sao công chúa lại muốn đưa cô ta vào cung? Ta đã đoán được 8 phần. Nhưng nếu thân thế của cô ta không được trong sạch, Lạp Mai, ngươi hãy đi điều tra kỹ cho ta. Dạ. Được rồi, dừng lại đi. Nhưng mà loại chuyện này Lâu Thượng Thị đi rồi, bỏ đi. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh chết cô ta sao? Mau đỡ cô ta về phòng dưỡng thương đi. Dạ. Lục Trinh, cô không sao chứ? Ừ, ta không sao. Ta đã nói trước rồi mà, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng vậy, ta xem ở đây ai dám nói lung tung. Lớn lắm đây. Ôi, trời ơi, coi kìa. Phạm tội gì vậy? Nè, tiểu nương tử. Nàng là người từ đâu tới vậy? Đi, ca ca sẽ mời nàng uống rượu. Đi thôi. Tránh ra đi. Ý, nè, người đẹp mà muốn bỏ chạy hả? Ông đây thích nàng lắm. Ra. Quan gia, gọi cứu cái mà. Gì mà gọi. Đi. Cứu mà. Đừng mà. Mau dừng tay lại. Các người đang làm gì vậy? Hả? Giữa thanh thiên bạch nhật dám treo gẹo con gái nhà lành à? Đại nhân, chúng tiểu nhân nào dám? Ta thấy tiểu cô nương này có vài phần giống với nữ phạm nhân giết người bị truy nã mấy ngày trước thôi.
Ồ, nói không sai, đây rõ ràng là phạm nhân giết người lộ chân đó rồi. Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Cô là cô ở trong nội cung. Hả? Tiện nhân bóng như một mong cô tha mạng. Cô tha mạng. Mấy ngày nay nô tỳ đã điều tra rất kỹ càng rồi, căn bản không phát hiện Diệt Lục Trinh là kẻ giết người trong văn thư của hải bộ. Đại nhân, người nghĩ ả Trần Thu Nương đó có phải là người của Dương Thượng Nghi không? Có thể thấy là văn thư của bên hải bộ gì đó khẳng định là do tiện nhân Dương Thượng Nghi đó muốn mượn cơ hội lần này để hại ta đi mà. Trường Quảng Dương Điện Hạ cũng không biết sử dụng biện pháp gì ép buộc hoàng thượng đem quốc cựu thúc thúc đó của ta giam vào nhà lao. Thái hậu rất tức giận, đến cả ta làm chuyện gì cũng bị liên lụy. Trưởng công chúa với Trường Quảng Dương Điện Hạ mặc dù là cùng một mẹ sinh ra, nhưng thái hậu cũng có vẻ rất thích cô ta. Trường Quảng Dương Điện Hạ vừa khỏi bệnh, trưởng công chúa cũng sắp hồi kinh, đến lúc đó khẳng định dẫn lại tiến cung nữa, lạp mai đem những sâm quý trong hộp đó gói kỹ lại, đến lúc đó nhớ mang theo cho ta. Dạ. Trời ơi, đi mật báo về rồi sao? A Bích tỷ à, muội về rồi. A Bích tỷ, muội về rồi. Gọi cái gì mà gọi? Mấy ngày trước bị giáo huấn chưa đủ sao? Khác rồi đúng không? Cô đừng sợ mà, sau khi vào cung mọi người đều là đi hầu hạ người khác thôi, sau này đừng có đấu đá nội bộ nữa. Tỷ tỷ, thật xin lỗi tỷ. Được rồi, đừng có khóc mà. Cô đúng là rất biết cách mua chuộc lòng người. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa nha. Thần vẫn còn chưa vào tới cửa đã nhìn thấy hoa ngọc lan nở rồi. Quả nhiên là trưởng công chúa điện hạ đã trở về cung rồi. Mẫu hậu, Thanh Tường biết nói chuyện như vậy, sao người không thưởng cho cổ? Cái miệng này của cổ không phải luôn làm cho bổn cung thích hay sao, mới dám suốt ngày nói năng lung tung như vậy. Thanh Tường, Tương Nhi cùng với phò mã không bao lâu nữa là phải đi dự châu rồi. Người nói xem, người làm mẹ như ta nên chuẩn bị gì cho nữ nhi của mình? À, chuyện này sao thần lại không biết chứ? Đang yên đang lành, sao trưởng công chúa lại phải đến một nơi xa xôi như vậy? Đây cũng là chủ ý của Ai Gia. Lần này chiến sự của chúng ta với Ngụy Quốc tuy nói là không dễ gì thắng được, nhưng cũng tổn thất không ít các tướng sĩ. Phò mã là nguyên soái, không đi giúp đỡ đại tề chúng ta trấn thủ biên cương, Ai Gia còn có thể tin tưởng ai được? Chỉ là Tương Nhi của ta cũng phải theo đến Dự Châu chịu khổ. Phò mã đường đường là trấn quốc công, ngày ấy đối với công chúa vừa kính trọng vừa yêu thương, cho dù có đi Dự Châu còn có thể khiến hai người lạnh nhạt nhau sao? Ai Gia không nói lại ngươi. Người đâu, đi lấy số cống phẩm hoàng thượng tặng mang hết ra đây. Ai Gia phải tự mình chọn đồ cho công chúa. Dạ. Tương Nhi, ta thấy cái này nhìn cũng đẹp, mẫu hậu cứ quyết định dùng con luôn. Được. Thật là đẹp. Công chúa, cung nữ Lục Trinh mà người tiến cử đến làm cung nữ, thần đã chăm sóc cô ta thật tốt rồi. Cung nữ? Cung nữ nào? Ta không quen. Hả? Nè, đến xem cái này đi. Dạ được. Mẫu hậu, làm phiền người chăm sóc cho A Trạm nhiều hơn, gần đây để ấy trải qua nhiều hoạn nạn, con thật sự không yên tâm. Lát nữa con đi gặp hoàng thượng rồi đến Tu Văn Điện hỏi thăm nó đi. Dạ. Đại nhân, sao trưởng công chúa lại không biết chuyện của Lục Trinh chứ?
có cần nô tỳ đi? Bây giờ không gấp. Đợi ta tìm được cơ hội, ta sẽ từ từ hỏi cô ấy. Mẫu hậu, vậy cô xin phép trước. Ừ. Cung tiễn điện hạ. Thanh Tường, ngươi đi với ta một chuyến. Ai gia muốn đi gặp Trường Quảng Dương điện hạ. Trạm Nhi, sức khỏe của con hồi phục sao rồi? Làm phiền Thái Hậu quan tâm. Được Thái Y chữa trị, không còn gì đáng ngại. Vậy sao? Gần đây con rất hay bị thương, Ai Gia vẫn luôn lo lắng cho con. Thái tử Văn Anh của Tiền Triều là một người đoản mệnh, con phải bảo trọng thân thể. Thái hậu nương nương nói rất đúng. Vì vậy khoảng thời gian này con không ngừng rèn luyện, chính là để đề phòng vài kẻ tiểu nhân nào đó lại nổi lên ác tâm. Con lại dám đem theo kiếm hành hung ở trong cung. Cũng chính vì ở trong cung điện này có quá nhiều người nổi lên lòng ác ý đối với con, cho nên hoàng thượng cho phép con luôn mang theo kiếm bên người. À, phải rồi, không biết Thái hậu nương nương hôm nay hẹn con tới rốt cuộc có chuyện gì không? Được, chúng ta cứ thẳng thắn nói chuyện với nhau. Cuối cùng con muốn sao mới chịu bỏ qua cho cả nhà đệ đệ ta? Thái hậu nương nương, con không hiểu người đang nói cái gì. Một nhà quốc cửu đại nhân rõ ràng là vì mưu hại con không thành nên bị hình bộ giải đi thẩm vấn. Vậy mà Thái hậu nương nương muốn con tha cho ông ấy, lẽ nào nói giả mạo ý chỉ của hoàng tỷ, người mà muốn mưu sát con không phải là Lâu Quốc Cửu mà là... Đủ rồi Cao Trạm, ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Lần này ta nhận ra rồi, chỉ cần ngươi nói với Diễn Nhi, hung thủ thực sự hãm hại ngươi là người Ngụy Quốc, không liên quan gì đến Lâu Quốc Cửu, thì ngươi muốn gì Ai Gia cũng đồng ý. Câu này là người tự nói đó. Ngươi không làm hại ta và Diễn Nhi, không tranh đoạt hoàng vị của Diễn Nhi, chuyện gì cũng dễ thương lượng. Thái hậu nương nương, dùng người hạ độc thủ đối với ta, nhưng ta và hoàng huynh có thể nói là thủ túc tình thâm. Ta tuyệt đối không nổi lên sát tâm với huynh ấy, chỉ là người nhất định phải dừng lại từ đây. Được, chỉ cần nhà Lâu Quốc Cửu bình an ra khỏi nhà lao, ta bảo đảm từ nay sẽ không ra tay với ngươi nữa. Lấy cái gì để chứng minh? Ta có thể thề với trời đất. Ta còn nhớ người cũng đã từng thề với ông trời muốn cùng mẫu hậu ta làm tỉ muội tốt với nhau cả đời, nhưng mà cuối cùng không phải bà ấy vẫn chết trong tay người sao? Ai Gia lấy tính mạng của Diễn Nhi ra mà thề. Nếu Ai Gia nuốt lời, ông trời sẽ giáng họa xuống Diễn Nhi, khiến nó sống không qua 30 tuổi. Được, ta đồng ý với người. Bây giờ ta đi nói với hoàng thượng cả nhà quốc cửu đại nhân bị quan. Có điều người hãy nhớ kỹ, hiện giờ trong tay ta vẫn còn giữ ngọc bội của tên sát thủ Lâu Gia khi đó rớt lại tại hiện trường. Nếu có một ngày người dám nuốt lời, ta sẽ lật án bất cứ lúc nào. Trường Quảng Dương điện hạ còn dùng đến chuyện lật án? Vừa rồi ngươi đã dùng kiếm uy hiếp Ai Gia. Đợi chút, ngươi mượn danh nghĩa phòng thủ biên cương để phò mã và hoàng tỷ chi viện cho Dự Châu. Ta biết ngươi muốn phân tán thế lực của ta. Bây giờ gián đã đóng thuyền, ta không cần ngươi lập tức thu hồi mệnh lệnh. Chỉ là ta hy vọng hoàng tỷ của ta có thể hồi kinh bất kỳ lúc nào. Chuyện này đương nhiên, vốn dĩ ta cũng không nỡ để Tương Nhi đi. Còn nữa, nếu người đã điều từ phò mã đi, ta nghĩ người nên giao quyền quyết định những chuyện lớn trong quân quốc cho hoàng huynh đi. Còn Thái hậu nên tới Nhân Thọ Điện tĩnh dưỡng, đừng vất vả chuyện quốc sự nữa. Thái hậu nương nương, tình hình như thế nào?
hắn ta đồng ý tha cho thúc thúc và đường đệ của ngươi rồi. Nhưng Ai Gia cũng bị ép phải đồng ý, sau này sẽ không động thủ với hắn nữa. Hơn nữa buộc phải giao triều chính cho hoàng thượng. Chuyện này sao được? Ai biểu Lâu Gia chúng ta không có năng lực để người ta bắt được điểm yếu. Bỏ đi. Dù gì đại thần của Lục Thành trong triều đều nghe theo Lâu Gia chúng ta. Ai Gia có trao quyền lại hay không cũng không có gì khác biệt hết. Nhưng mà sau này muốn đối phó với Cao Trạm, nhất định là phải càng bí mật càng cẩn thận hơn trước. Cũng may bây giờ hắn ta là trữ quân, phải ở trong cung. So với trước kia, khi hắn làm thân vương, ra tay sẽ càng thuận tiện. Đúng rồi, quân cờ Ngọc Kiều này có thể bắt đầu sử dụng. Dạ. Phía Từ Hiển Tú gần đây có động tĩnh gì không? Không có gì. Bên phía trưởng công chúa tất cả đều tốt, chỉ là có thêm một cung nữ. Cung nữ? À đúng rồi, những phi tử vừa mới vào cung, hoàng thượng có Lâm Hạnh qua với ai không? Cũng không có. Từ Quý Phi đến bây giờ cũng chưa từng triệu kiến các nàng ấy. Người cũng biết, bây giờ là cô ấy thay hoàng hậu nắm quyền. Dựa theo cung quy, không có phượng ấn và lệnh triệu kiến của cô ấy, bất kỳ phi tử nào cũng không thể để hoàng thượng thị tẩm. Quan đường, cô được sủng ái mà quên mất phải không? Cầm được phượng ấn liền quên mất ai mới là nữ nhân có địa vị cao nhất trong hậu cung. Truyền ý chỉ của ta, 3 ngày sau mới yến tiệc ở Thanh Vạn Các, tất cả phi tử ở trong cung đều phải có mặt. Đến lúc đó đợi bọn họ xuất hiện, xem như đã gặp mặt hoàng thượng rồi. Sau đó ngươi nghĩ cách để hoàng thượng sủng hạnh từng người một trong bọn họ. Dạ. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói trưởng công chúa có cung nữ gì? À, không có. Chỉ là gần đây nô tỳ đang bồi dưỡng một cung nữ, có mấy phần giống như quý phi đó. Hy vọng sau này hoàng thượng có thể hứng thú với cô ta. Chỉ có điều cô ta vừa mới vào cung. Vậy thì đợi cổ thông thạo lễ nghi trong cung thì đưa cổ đến gặp Ai Gia. Bây giờ ta không thể đối phó với Cao Trạm, nhưng chỉ cần Dĩ Nhi có hoàng tử của mình, chắc chắn ta sẽ nghĩ cách để lập lại trữ quân. Giang sơn của Đại Tề phải ổn định vững vàng ở trong tay Lâu Gia chúng ta. Điện hạ, ngài thật sự tin lời của Lâu thị sao? Lần này bà ta lại dám lấy tính mạng hoàng thượng ra thì đoán là gần đây không có hành động gì. Nhưng thời gian lâu dần, bà ta nhất định sẽ dở trò cũ. Trung thúc, lần này cũng may người bắt được con trai của quốc cửu, nếu không ta không có cơ hội uy hiếp Lâu thị. Không dám nhận, đó là do điện hạ hồng phúc tề thiên. Ta chỉ là trùng hợp phát hiện hắn đột nhiên bỏ lại các mỹ nhân của Hồng Thủ Lâu không quan tâm, vội vã rời thành, nên ta đi theo dõi hắn mới tìm thấy ngài ở Dương Trang. Vì vậy ta mới có thể tới kịp lúc thôi. Trung thúc, hiện giờ vẫn chưa có tin tức của cô ấy à? Ý ngài là Lục cô nương sao? Người của chúng ta đã tìm khắp nơi trong thành. Trước mắt mùa đông sắp tới, những thợ săn nói sẽ có không ít mãnh thú xuất hiện kiếm ăn. Là ta hại cô ấy, không biết tại sao, nhưng ta luôn cảm thấy cô ấy vẫn còn sống. Đa tạ. Xa giá của Trường Quảng Dương sắp đến rồi, tất cả quỳ xuống. Sao kiệu của ngài ấy lại nhỏ như vậy? Nói bậy gì đó. Trường Quảng Dương tính tình mộc mạc, theo cung quy
ngài vốn dĩ có thể dùng kiệu 16 người khiêng. Vậy khó trách nô tỳ cảm thấy Lâu Thần Thị còn uy phong hơn ngài ấy nhiều. Uy phong của các nữ quan đại nhân vốn dĩ không khác biệt nhiều. Nô tỳ nghe nói nữ quan đại nhân cũng có thể lên triều. Tiền triều cũng có một nữ sử tứ phẩm đích thực cùng lên triều với các vị nam nhân. Nghe nói khi đó đến tể tướng gia cũng nhường cô ấy ba phần. Tiền triều còn đặc biệt công bố ra điều luật, phàm là nữ quan ngũ phẩm trở lên đều có thể lên triều tham nghị triều chính. Có điều bây giờ tân triều mới lập, các nữ quan bận chuyện hậu cung tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian lên triều. Dương cô cô à, vậy nếu như nữ quan có quan tình hoặc phạm tội thì phải làm sao? Nữ quan cũng là mệnh quan triều đình, trực tiếp đưa đến đại lý tự để điều tra thẩm vấn. Còn việc phạm tội, ngươi cũng học qua cung quy rồi, lẽ nào không biết nữ quan chức vị cao đều có thể dựa theo nguyên tắc nghị quý của bác nghị lý, tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha. Đi thôi. A Trạm, lần này tỷ tỷ rời kinh, đệ phải cẩn thận, dặn lần không được để người khác mượn cơ hội để làm càn. Hay, lần trước cũng tại ta, nếu phái thêm vài người đi với đệ, đệ cũng sẽ không bị thương. Hoàng tỷ, tỷ yên tâm, những võ sĩ bên phía Nhu Nhiên phái tới sẽ tới ngay thôi. Có bọn họ bảo vệ đệ, lần này nhất định sẽ bình an vô sự. Được, có bọn họ ở đây ta cũng yên tâm hơn nhiều. A Trạm, ta nghĩ đệ cũng đừng vì chuyện đó mà hiểu lầm Lâu Gia. Dù Thái Hậu không thân thiết với đệ, nhưng theo ta thấy cũng không làm hại đệ đâu. Ta nghĩ Lâu Quốc Cửu cũng bị người ta hãm hại. Hoàng tỷ, những lời này cũng là Thái Hậu nói với tỷ đúng không? Đúng vậy, đây đích thực là hiểu lầm. Thiết nghĩ tới sáng ngày mai người của Lâu Gia chắc chắn không sao rồi. Như vậy mới phải chứ, đệ mới đăng cơ trữ quân, tốt nhất không nên đắc tội với nhiều người. Mặc dù tỷ tỷ không hiểu triều chính, nhưng cũng nghe người khác nói Lâu Gia ở trong triều đình tự xưng một nửa triều đình. Trong lòng đệ tự có tính toán. À phải, mấy ngày trước đệ có cầm ngọc bội của tỷ đưa cho một cô nương cần giúp đỡ. Qua mấy ngày nữa, nếu như có người nào đó cầm miếng ngọc bội này tới tìm tỷ, tỷ nhất định phải nhớ giữ cô ấy lại giúp đệ. Được, ta sẽ căn dặn một tiếng với phó quản sự. Có điều cổ là cô nương nhà nào, sao đệ lại lấy ngọc bội của ta đưa cho cổ? Có phải là hoàng tỷ nghĩ đi đâu vậy? Cổ chỉ là một muội muội của một bằng hữu thôi. À, làm vậy sao? A Trạm, đệ là trữ quân của đại tề, ngay cả một người hầu hạ bên cạnh cũng không có, vậy sao được? Chuyện trước đây đệ vẫn nên quên đi. Thiên hạ có nhiều cô nương tốt như vậy, rồi cũng sẽ có người tốt hơn quán dân nhiều. Hoàng tỷ nói rất đúng, có những chuyện đệ cũng đã từng làm thử qua rồi. Đẹp nhìn quá. Đẹp quá, đẹp không? Đúng là đẹp quá, rất trời. Đẹp. Nhìn đi, nhìn đi. Đẹp thiệt. Đẹp quá ha. Đẹp. Xem nè. Đây. Dương cô cô, gần đây cũng không biết nha đầu Lục Trinh này đang muốn giở trò gì. Trước đây cố tình giả ngốc, bây giờ bất cứ chuyện gì cũng đều dành trước. Được rồi, mọi người dừng lại chút đi, ta có lời muốn nói. Lúc nãy cục nội thị có truyền lệnh đến, nói là 3 ngày sau Thái Hậu sẽ mở yến tiệc thưởng qua ở Thanh Vận Các. Đây là chuyện lớn nhất trong cung gần đây. Phía TET không đủ nhân lực nên dụng cần diện chúng ta phải cùng họ nhanh chóng làm một lô giày mới. Lát nữa sẽ có người đem vật liệu tới đây, ta sẽ hướng dẫn cho các ngươi làm. Đây là một công việc gấp, tối nay phải chuẩn bị làm cả đêm. Dạ. A Ninh, ngươi phụ trách Trần Quý Nhân. Dạ. A Bích, ngươi phụ trách Dương Thượng Nghi. Dạ. Lục Trinh, ngươi phụ trách Từ Phương Nghi. Dạ. Trần Thu Nương, ngươi phụ trách Lệ Tần Nương Nương. Dạ. Được rồi, mọi người đều có đủ vật liệu rồi, bắt đầu thôi. Dạ.
Tối nay làm đến đây thôi, ngày mai chúng ta làm tiếp là có thể hoàn thành. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Đa tạ thưa cô. Ai mệt quá đi. Mỏi quá đi. Mỏi cái lưng thiệt. Mỏi cái lưng. Tối nay chắc ngủ thôi. Mệt quá. Làm quà ngủ có ngon xong rồi. Bắt đầu thôi. Hôm qua mệt quá ngủ ngon lắm. Cô hét cái gì đó, làm hết hồn à? Hả? Có chuyện gì? Giày của ta. Hả? Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Hả? Sao vậy? Giày của ta. Sao lại có hai giọt máu? Làm sao đây? Ta cũng không biết nữa. Có phải tối qua cô bất cẩn đâm vào tay không? Không thể nào. Tối hôm qua lúc ta rời đây vẫn bình thường mà. Lần này gây rồi. Đây là làm cho Lệ Tần nương nương người rất là khó chịu. Khẳng định là có người cố ý hãm hại rồi. Lục Trinh, cô còn nhớ không, tối hôm qua lúc ta đi, ta tùy tiện để giày lung tung, là cô nói với ta sợ như vậy sẽ dính bụi vào, là cô để giày giúp ta vào trong giỏ mà. Cô còn nhớ không? Ta nhớ. Có phải là cô không? Tại sao cô lại muốn hãm hại ta? Chẳng trách người khác đều nói ngươi là con chó điên. Tối qua ta rời khỏi đây đầu tiên, làm gì có thời gian để ý hại ngươi. Không phải cô. Không phải cô thì là ai? Ta biết rồi. Ta biết các người đều không thích ta. Đừng khóc nữa mà. Đừng khóc nữa. Không cần lo lắng đâu. Đôi giày này của ta cũng đã thêu gần xong rồi. Cô cứ cầm nó đi nộp trước đi. Còn giày của Lệ Tần nương nương cứ nói là ta thêu. Có chuyện gì ta sẽ gánh chịu. Không được. Nếu như nương nương trách tội thì phải làm sao? Không sao đâu. Tự ta sẽ có cách mà. Tụ tập ở đây để làm gì? Trước giờ ngọ nhất định phải giao tất cả số giày mới thêu này đi, còn không mau làm việc. Dạ. Lục Trinh, ngươi lại đang giở trò gì vậy? Hồi bẩm cô, có người muốn hãm hại nô tỳ. Nô tỳ đang nghĩ cách để cứu mạng của chính mình. Mọi người mau đến xem đi nè. Hả? Gì sao vậy? Chính có vẻ đẹp thiệt. Có lợi hại quá à. Ý, đúng rồi. Chỗ này nếp theo thêm mấy đường chỉ vàng đen thì con ông giống thật hơn. Đúng không hả? Đúng vậy. Lục Trinh quá khéo. Con thật là khéo tay đó. Đúng. Đúng rồi. Thật sự là quá khéo. Khéo tay. Là ngươi tự nghĩ ra sao? Cầm đến ta xem. Dạ phải. Hồi nhỏ nô tỳ từng nghe mẫu thân nói tiền triều có một vị quả sư không cẩn thận làm dơ cây quạt cũng làm như vậy để cứu vãn. Làm tốt lắm. Thủ pháp này sáng tạo tươi mới. Lệ Tần nương nương mang vào nhất định sẽ nổi bật hơn. Tạ cô. Các ngươi tiếp tục đi, đừng làm lỡ thời gian. Dạ. Lục Trinh, có một việc ta muốn nhờ cô giúp đỡ. Có chuyện gì vậy? Cô cũng biết, lần trước là vì chuyện của cô mà ta bị thượng nghi đại nhân đánh một trận. Người khác nói là loại người như ta sau khi thi 8 phần là không đạt. Nhưng mà gia cảnh nhà ta không tốt, những người trong nhà ta đều hy vọng ta có thể ở lại trong cung. Vì vậy ta nghĩ nếu như lần này có thể được nổi bật trước mặt Lệ Tần nương nương, vậy sau này ta... Đôi giày này ta nghĩ hay là cô cầm về đi. Cô thật tốt. Sau này ta nhất định sẽ báo đáp cô. Lục Trinh, cô cũng tốt quá rồi. Đôi giày đó rõ ràng là... Nhỏ tiếng một chút, đừng để người khác nghe thấy. Ở trong cung mọi người đều không dễ dàng gì, không phải sao?
cô. Ừ. Đi đi. Đi đi. Dạ. Nhanh lên. Nương nương, thượng nghi đại nhân cầu kiến. Trễ về rồi, ngươi đến đây làm gì? Công chúa, đây là TET làm cho người bộ y phục mới. Sử dụng lụa thanh vân tốt nhất để may bộ y phục này. Người sẽ áp đảo quần chúng ở bữa tiệc trong cung vào ngày mai. Bổn cung đã là chủ hậu cung, không cần so đo với đám tiểu nha đầu đó. Ngày mai ta không mặc y phục mới, người lấy bộ trang phục nguyệt bạch ngày thường của ta qua đây. À, công chúa, cái này hình như cũng quá đơn giản rồi. Thái hậu lệnh cho TET thiết kế y phục mới cho các phi tần trong cung là vì nghĩ cách để thu hút sự chú ý của hoàng thượng. Người không thể... Yên tâm đi, chút tâm tư nhỏ này của Lâu thị ta không đoán được sao?